Hello, chào mừng các bạn đến với tựa game Dragon City Mình là Sunita đây Và hôm nay thì là chuẩn bị kết thúc cuộc đua Heroist rồi Và như cái tập này thì mình sẽ đăng lên vào lúc 3 giờ chiều Thì sau khi các khi các bạn xem xong thì chắc chắn là các bạn sẽ vào đến 5 giờ chiều Sẽ vào nhận cuộc đua, nhận phần quà Heroist Và mình chúc cho các bạn nhận được con Heroist Và đánh được lên West một sao hoặc 2 sao nha Rồi, và hiện tại thì trong game nó đang có bán một bán cái gói offer này khá ngon các bạn đây đây đang bán cái gói này các bạn đang bán cái uh, legend asqua chest ở đây thì bạn nào mà thiếu 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 cung đó, nhằm nhầm thiếu thiếu tên vàng đó, thì ở đây bạn có thể dùng 100 game để mua một rương để lấy thêm rương nhầm để lấy thêm cung để đổi được phần quà là 30 cung nha Đấy, và có có khi như mình đọc trên kênh thì có khá nhiều bạn bình luận rất là cây cứu việc là có bây giờ mà có 28 cung à, hay là 29 cung à thì à, các này phần cái cái bán offer này khá là khá là hấp dẫn đấy các bạn bạn nào chưa đủ thì mua cho đủ nha rồi hiện tại đang giảm giá mở đảo nè các bạn bây giờ mình sẽ vào mở đảo luôn ha rồi cái này à, sự kiện thì chắc là đến hôm nay là ngày cuối cùng rồi các bạn ạ và sự kiện sau qua 5 giờ thì tập sau mình sẽ review sự kiện sau và hướng dẫn sau cho bạn nha. Rồi, hôm nay thì chúng ta tiếp tục đôi Harris và lấy cái phần quẹt cuối cùng của lab 30 nha các bạn. Hiện tại mình đang ở lab 29 nút 4. 29 nút 4 thì ở đây thu thêm hai cành hai bông, hai bông và ba con và một số bọ các bạn ạ. Hai bông thì theo như cái mình tính toán thì hai bông bây giờ mình sẽ Dạng như cài bảo thức đủ rồi các bạn ạ. Đủ thời gian là lấy được hai bông rồi. Ngày giờ mình sẽ đi lấy hai bông thôi các bạn. Rồi, ok, bán mấy cái này đi ha. Rồi cứ ấp trứng như thế này thì nó sẽ lên bông nha các bạn. Ấp uh, những con atera thôi. Rồi và có uh, cũng, uh, sẵn đây thì ngồi trên gió có một vài bạn các bạn các mình có thấy cái bình luận có bạn có một bạn thắc mắc là tại sao không có, có cái đảo xem quảng cáo thì đảo xem quảng cáo này là do nick bạn mới chơi nên là cái đảo xem quảng cáo nó chưa có nha các bạn những ai mà mới mới lập nick thì sẽ chưa có đảo xem quảng cáo đâu phải đợi đến 21 ngày kể từ kể từ khi ngày ngày đầu lập nick đó, chơi đến ngày thứ 21 thì nó mới xuất hiện được cái Dragon TV rồi lúc đó các bạn mới mới có thể xem được quảng cáo nha. Ừ. Rồi và có một câu hỏi của một bạn khá là hay. Bạn ấy hỏi là làm sao để kiếm được nhiều game mà không cần không cần nạp cũng như là không cần hack. Này, tức là không hack không nạp thì chắc là chỉ có cày thôi các bạn ạ. Vậy thì cày cách nào? Thì ở đây thì mình sẽ chỉ cho các bạn luôn ha. Ở đây việc kiếm game trong Dragon City thì chỉ có hai cách rồi cách đầu tiên là các bạn thu thu game từ cái cây trụ của đảo số 2. Đây, khi các bạn mà xây xong nè. Đây. Khi các bạn xây xong được cái cây trụ này nè thì cứ sau 24 giờ đếm ngược thì các bạn có thể thu được một game. Vậy thì cứ một ngày thì các bạn sẽ thu được một game nha. Đấy. Và còn cái thứ hai là ở trong language này nè các bạn ạ. À. Đây language này nè các bạn. Thì một ngày á, các bạn ráng đánh được 3 lần, ráng đánh 3 lần thì mỗi lần như thế thì các bạn tùy theo cái cái mức độ mức độ các bạn đánh này, đấy, khi mà các bạn đánh lên tới cái tầm uh, uh, trên um, trên bao nhiêu nè Trên 366 trận thì lúc đó các bạn sẽ được uh, 6 game một một lần đánh. Vậy thì các bạn một ngày các bạn ráng đánh 3 lần thì hai ngày thì các bạn sẽ nhận được là 3 lần game, 3 lần game free tức là 6 nhân 3 là 18 game nha các bạn. Đó là mình sẽ tính game match cho nó dễ. 6 nhân 3 là 18 cộng với hai game của cây trụ thì một ngày á trung bình như thế thì các bạn sẽ kiếm được 10 game cho cái language match. Còn đối với một cái language chưa match như mình hiện tại một lần qua qua thắng language á, thì chỉ được có 3 game thôi. Vậy thì tính ra là hai ngày hai 2 ngày thì mình mới kiếm được có 11 game thôi các bạn ạ. À. Vậy thì còn một số nguồn game khác từ những cái sự kiện nha các bạn. Ví dụ như các bạn đi đi sự kiện các bạn kiếm rương đồ các kiểu ấy thì nó ra có ra thêm game thì các bạn lấy thêm game. Và có một cái nguồn game khá là hấp dẫn đó là trong cái ban hội các bạn ạ. À. Nãy trong ban hội thì ở trong ban hội có cái nhiệm vụ ban hội á có cái nhiệm vụ mà đánh arena á là nếu mà ban bạn đạt được rương 6 là phải nhận được tầm trăm game nhé Nói chung là cũng sướng cái game mà đó là nhiều nhất Và quan trọng là bạn có một cái nơi một cái ban mạnh hay không thôi rồi Ok để được hai à, bông rồi các bạn ạ à. Bây giờ lấy item con bọ nha rồi, item con bọ thì mình cứ cho rồng ăn lên level 15 thôi nhé bạn hai con ba bốn Rồi vẫn còn kìa Vẫn còn các bạn Vẫn còn Rồi chắc là mát rồi Đấy ok các bạn ạ Hiện tại mình đã đến được cái nút cuối cùng Là 29 nút 5 Rồi ở đây phải đánh trận thôi các bạn ạ Đây à, Cầm hạt giống đi đánh À có một số bạn comment là anh đặt lại tên của con Con gì ta Con uhm con thụ long đây <laughs> thụ long đặt tên không hay nintendo titan thì tên không hay gì cả vậy đặt chính xác là 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 là, là... mọc long các bạn à, à mọc long các bạn cũng ra ý tưởng khá là vui là thanh long <laughs> là thanh long cũng là một loại cây đấy <laughs> rồi ok chúng ta đặt lại con này là mọc long nhé bạn sao lạ ta rồi OK, từ mộc long nó hợp lý hơn so cho với con này Natural Titan à, Kim Mộc Thủy hỏa thổ, đại à, ý là vậy. Ai à, là con này phải đặt lại là thổ long chứ không phải là thạch long. Mặc dù thạch là đá nhưng mà con này thuộc dạng trong game này là nó hệ đắt thổ và OK thổ long. Đấy rồi. À, đi thu vàng các bạn, thu vàng, thu vàng Rồi, thu vàng để kiếm vàng các bạn Ồ, ở kia recon xong con gì được kìa Ở đây mình sẽ thu hoạch trái cây nha Rồi, các bạn đợi xíu mình xem cái liên hồi bút thử xem Đây các bạn, liên hồi bút thì bảo rằng là mình có thể thu được 17 trên 56 item 17 trên 56 các bạn ạ Nãy giờ chỉ cần chờ thu thôi 17 56 Rồi và lúc này là, là lúc đang chờ Chờ thu thì chắc là mình cũng sẵn tiện xem quảng cáo luôn các bạn ạ à. Đấy xem quảng cáo này À game cũng có thể xem ở trong quảng cáo để lấy được thêm nha bạn Đôi lúc là nó có những cái quảng cáo nó chắc có chứa game Thì bạn nào may mắn thì nhận được ngàn game bạn nào ít may mắn hơn nhận được trăm game bạn nào mát nhỏ thì một game đơn giản nhảy có cái quảng cáo hôm bữa mình thấy đấy à, hoặc là một hoặc là 10 hoặc là 100 hoặc là 1.000 à, thì bạn may mắn thì nhận được 1.000 là quá phẻ rồi đấy. và cái này chập nữa chắc là chập nữa dừng video uh, dừng video thì mình sẽ xem quảng cáo rồi và bây giờ thì đang có cái giảm giá mà rộng đất Ủa đây 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 các bạn rồi, còn 45 phút nữa là hết giảm giá rồi hình quá rồi mình sẽ mở rộng đảo luôn nha các bạn này ngồi đang có bốn máy mờ vàng à, tranh thủ mở rồng đảo và may một phát nè Đấy, hiện tại thì mở rồng đảo nay nó không còn yêu cầu là phải các bạn bì nữa nên là cũng khá là khá là dễ dàng để mở rộng đảo các bạn ạ à. chỉ cần có có vàng và, và game là ok thôi rồi tiếp theo mình sẽ mở rộng đảo bóng tối nha các bạn rồi mở đã hết vàng rồi đảo bóng tối được giảm giá là 100 trăm game unlock Cools Island Rồi Rồi mở thêm một đảo mới nữa các bạn ạ Được tặng thêm 4 game Đảo này là 12M vàng 1O 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 x 12 các bạn ạ 8 x 8 x 2, 16 Là 8,1,8 96M vàng các bạn ạ Uầy để dành là 96 m vàng thì mới mở, mở được uh, full cái đảo đảo bóng tối này đó, để dành khá lâu đấy rồi được cái đảo này mở rộng ra rồi từ từ thì mình sẽ sắp xếp để cho hai loại hai loại habitat đó là habitat điện và habitat kim loại ở nào đảo này các bạn ạ à. đảo này thì dành cho habitat bóng tối nè và sau khi mở đảo này thì sẽ dành cho habitat ánh sáng này còn đây là habitat băng nè các bạn ạ à. À, thu trái cây với đi thu vàng rồi giờ cứ tranh thủ vừa đua heroist vừa đi đánh nha các bạn rồi nhớ mình đã chia, tờ, chia sẻ thì game ở trong này và hiện tại thì cuộc đua Harris nó cũng kết thúc rồi nên mình không có cần cần nhiệm vụ mà đánh lên trong cuộc đua heroist đã kết thúc rồi các bạn không còn đánh liên nữa nên là mình cứ vào đây đánh thôi bạn chỉ cần có là đánh thôi ngoài giờ mới vào nó đã crit mình rồi các bạn. đây mình còn được có một con pizza siêu a cộng rồi cầm que con hạt giống thiết kế kinh nghiệm các bạn ạ. Thì cũng có nhiều bạn kêu mình đi luyện luyện răng cho rồng đi luyện luyện tập cho con hạt giống đi luyện skill đi các bạn ạ. thì con hạt giống này dù sao nó cũng là hiện tại đang là con chủ đạo trong đội hình của mình các bạn ạ nên là cái việc cầm nó đi đánh nên là khá là nhiều, Đấy, khá là nhiều nên là về vấn đề mà cha nó đi trên thì chắc là chưa các bạn, mình sẽ cho những con yếu yếu đi trên trước. Còn con hoạt giống này nó gọi là nhân tố chính mà gánh tem cho mình mà. Ai lại đi cha nó đi, uh, cha nó đi uh, luyện, uh, luyện, luyện skill còn gì, còn gì để đi đánh các bạn? À, thì hiện tại thì mình đang ở răng rank chiến binh hết răng chiến binh thì sẽ đến răng răng gì ta răng bua các bạn ạ răng bua là yêu cầu rồng ebit á hiện tại thì trong cái đội hình của mình chả có con nào ebit mạnh cả Là việc uh, khi mà lên răng chuẩn bị sắp đến thì sẽ là khá là căng kẹo các bạn ạ ngoài vào con ebit thì giá uh, vẽ như là chỉ được con ebit trong cuộc đua Heroic này thôi à quên chứ chập mở xem thử cái phần què cuộc đua đua, đua Heroic là gì ở đây xem thử con Abyss nó có hệ như thế nào các bạn ạ à. Khi mà lên rank bua thì nghiệt cá là yêu cầu rồng Abyss Nó cũng hơi nghiệt các bạn ạ Ủa sao nãy giờ ở trong đây đánh không vậy Quên vừa đánh một trận vừa ra thu uh, thu hoạch trái cây chứ Trái cây nó vậy chứ cũng thu lâu lắm các bạn 17 item thì là nhanh đấy chứ Có mấy cái nút thu à uh, 60 mấy ai tem hay là 80 mấy tem nó cũng mệt lắm. Rồi thu vàng, thu a và, à, thu trái cây. Rồi mới đây mà 10 trên 10 trên 56 rồi các bạn ạ. Mình có một lần quay free này, chút nữa thì à um, chút nữa mà lên 17 item thì mình sẽ quay free cho các bạn xem ha. Rồi ở đây chúng ta đi làm một trận arena nha các bạn, làm một trận arena rồi sẽ out ra à, kiếm cái kia. Ồ, mình gặp bạn Phúc DZ, một bạn Việt Nam nè. Đây có Stormbinger và và Terra Titan. Rồi mình click được hai con đầu các bạn ạ. Còn con Teratitan uh, Terra Titan thì sẽ để cho con uh, Horus God Combat nha. Rồi mình chắc là khỏi cần luôn các bạn, auto luôn Rồi Bên đó cũng khá là yếu Nó đánh gì cả 13.000 máu kìa Ngứa mình <laughs> Mình 90.000 các bạn ạ à. Cũng trồng 4 sao có khác Nâng lên 5 sao nữa nữa Thì khác hẳn các bạn ạ à. Rồi 66.000 máu Này thì chim bay nè Rồi lên rank B Một trận như thế này được 24 cúp các bạn ạ à. Rồi tiếp tiếp hồi được hai item các bạn đây, ở đây thì mình recon này đang recon cho con ai titan các bạn giờ cho ra luôn rồi còn ai titan ra thì các vị như là khi mà up con ai titan này thì mình sẽ recon tiếp recon tiếp Đấy. rồi ở đây chắc là recon con này đây cho nó vui thôi các bạn recon cho nó vui thôi chứ chả làm gì cả Mấy con đất này recon khi nào được bao nhiêu con thì nâng được 5 sao thay bấy nhiêu các bạn ạ Rồi đợt này nó không lên một item nào luôn ta Mới 12 mà Rồi về nâng sao thì khi mà mình lên level 29 các bạn thì mình nhận được 200 ốp của con 2 Devastation và hiện tại mình đang up sao cho nó nha các bạn này nó đang được uh, đang trong quá trình lên một sao và cho đến chiều mai thì sẽ kết thúc sự kiện à, chiều mai kết thúc sự kiện thì cho nó ra sao rồi hai item ba luôn ba item các bạn đấy rồi còn một item nữa thôi rồi tiếp tục làm trận West nha nhầm làm trận arena nha À, và các bạn các bạn hỏi mình là cái con uh, horus, horus of God bạn ấy có con uh, à, nhầm nhầm bạn ấy cái con uh, uh, osiris god này với cái con là uh, bingus thì nên chọn con nào đấy thì ở đây trong hai con này á uh, thì xét về sức mạnh uh, thì uh, hai con này đều ngang tầm sức mạnh các bạn con horus god và cái con uh, bingus dragon đều uh, thuộc loại là Legendary cách 10 Tức là sức mạnh thuộc dạng là theo mình đánh giá là mạnh nhì game cái mạnh nhì game nha các bạn còn hai con này thì vậy thì ngang sức mạnh rồi vậy thì bây giờ chỉ cần xem thêm bộ hệ thôi các bạn ạ so sánh với con hai con này bộ hệ con nào ngon hơn thì chọn con đấy thôi rồi bây giờ mình sẽ ra xem thử hệ con binh hết luôn ha Ui, rồi nó đã lên item rồi các bạn ạ đây chọn vào sách rồng The dragon binh hus dragon đây con binh hus dragon này thì bộ hệ của nó là hệ lê đầu nên nó chỉ sợ một hệ duy nhất là hệ bua nó có thể crit được hệ primal legend uh, lá băng bóng tối và điện bốn hệ cực được sáu hệ khác nhau nha các bạn còn đối với con Osiris God á à, hình như mình sai ghi sai rồi đây các bạn đối với con Osiris God ấy, thì nó không sợ bất kỳ hệ nào nó có thể cực được hệ ánh sáng ánh sáng kim loại nước và ánh sáng kim loại nước ờ, về gì ta về và về bờ à, xét về bộ hệ thì có vị như con này thì nó làm tăng cơ được các bạn nó làm tăng cơ được à, nếu mà bạn cần một cái con rồng trong đội hình làm tăng cơ thì lấy con này tại vì nó không sợ bất kỳ hệ nào còn nếu mà bạn đã có rồng tăng cơ rồi thì bạn lấy con pin hết kia tại vì con pin hết kia nó crit được 6 hệ khác nhau lần 6 hệ khác nhau lần đấy nên là nó sẽ ngon hơn thì trong các cái, cái kinh nghiệm mà để chọn đội hình của mình khi đi đánh á, này, mình chỉ cho bạn luôn ha. ở đây khi đi đánh language này, đây các bạn thấy đội hình của mình không? các bạn nhận ra điều gì đặc biệt không? mặc dù mình có thể cầm con con này hai sao này hoặc con này một sao này mạnh hơn ở con hai bol hai rất là nhiều, ở tại vì mình dựa vào cái hệ các bạn ạ, hệ đặc biệt này mình chưa quan tâm về cái hệ tự nhiên mình quan tâm về cái hệ đặc biệt của rồng trước tại vì rất thường là rất nhiều bạn thích đem những con rồng hệ đặc biệt đem đi đánh chứ ít ai mà đem hệ tự nhiên đầu lắm Đấy, vậy thì khi mà đi đánh như thế này thì trong đội hình của bạn bạn nên suy nghĩ chọn những cái con rồng có bộ hệ đặc biệt phải có một con có hệ mua một con có hệ primal và một con có hệ legend và con này khá là ngon luôn con này có legend và gió luôn các bạn ấy nên là bộ bộ đánh language của mình như thế này là rất là tuyệt vời đấy. À, đây là bộ hình đệ, độ hình đẹp nhất của mình khi đánh language các bạn ạ. À. Còn khi đánh đấu trường thì bạn nên phát à, phát triển toàn bộ độ hình trong uh, trong le, legen của mình các bạn ạ. À. Đây nhầm rồi. Khi mà bạn có legend thì bạn nên lựa những con rồng mà mi thích cách mười trước, up ra trước, cũng như mình đang up con tri hôn đồ các bạn, thấy không? khi mà mình ấp trứng thì mình mình luôn lúc nào mình cũng lựa rồng là cách 10 ra ấp trước và những con cách 10 đó mặc dù là nó không có sao không có sao các bạn ạ nhưng mà nâng lên level 30 hay là level 35 nó cũng đều rất là mạnh và các bạn muốn mạnh hơn nữa thì các bạn phải trang luyện cho nó lên e cộng các bạn đây đây các bạn thấy không? con người kia của mình e cộng này con kiro cộng này con Mechano A+, cộng này đấy bên cạnh thì mình cũng có luyện một vài con legion này. Đấy, còn mấy con kia chưa luyện được các bạn ạ. Đấy, thì cái này luyện á các bạn vào West và quest các bạn phải hy sinh West cái trận một đầu tiên á đừng có đánh, lúc nào cũng đánh thua để 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 luyện luyện răng cho rồng. Thì có một số con rồng legion đây này. Legion cắt 10 mình luyện hết đấy, mình luyện lên năm 5... điện lên S+ hết và lên level 35 đã đem đi đánh. Cho khi mà trong đấu trường này các bạn chỉ cần nhìn vào bộ hệ thôi thấy khách được thì cứ cầm theo ví dụ như ở đây ha dragon thì sẽ sở hệ primal vậy thì mình sẽ thay con horus of god cầm con primal glaki vào đấy con sau là hệ silly hệ bóng tối sẽ đắp có con hạt giống đánh rồi con element thì có con glaki combat hoặc là bạn có thể cân nhắc nếu mà cho check kèo nữa vô độ hình bạn không mạnh chỉ có những con rồng legend thôi đấy cầm thêm con metano vào nữa nói chung là trong cái trong cái language thì các bạn có càng nhiều rồng càng tốt và e cộng càng tốt càng tốt các bạn ạ hiện tại thì nâng một con rồng lên level 35 nó đâu tốn đâu tốn quá nhiều trái cây đó các bạn nâng lên 40 thì tốn mới nhiều chứ còn nâng 35 thì dễ ồn mà đấy nên là các bạn cứ về cái rồng thì các bạn có càng nhiều càng tốt càng nhiều càng tốt nha và nên cái con Osiris và con pin hết á thì bạn cứ phát triển hai con lên A cộng đây còn khi vào những trận đánh cụ thể thì bạn sẽ lựa chọn những con nào cụ thể khách thể đối phương là sẽ được combat thoải mái thôi rồi ok và bây giờ mình sẽ ra vòng quay may mắn nha các bạn rồi không biết là nếu mà được qua thì quá là ngon luôn rồi các bạn hỏi mình là tại sao là lại tách dữ liệu di động để bạn Tại sao lại ngắt kết nối đường truyền đi Tại vì ngắt kết nối đường truyền đó, là mình có thể review cho các bạn thoải mái Đây bây giờ mình sẽ sẽ cho các bạn hiểu như thế nào là ngắt kết nối đường truyền nha Rồi hiện tại mình đang ngắt kết nối đường truyền nha các bạn Các bạn để ý số game của mình nha Đây số game của mình là 7216 Nói nối đường truyền là thực chất là một cái cái việc là các bạn chơi offline và giống như là cái kiểu mà không không nhận được phần quà đấy mặc dù là là game skip nè ở đây thì mình chắc chắn là tới sáng ngày mai thì mình mới kết thúc một đội Harris nhưng mà giờ hiện tại đang quay video à, tới chiều ngày mai trong vài sáng đâu chứ không phải lâu lắm thì đang quay video thì cũng muốn review cho các bạn xem cái phần quà của Lab 30 là như thế nào Tại vì chiều mai mình mới hoàn thành Thì chiều mai mình đâu có rảnh mà quay video đâu các bạn Và bây giờ đang rảnh thì quay luôn Thì như thế này Đây Chơi chơi kiểu như thế này Ok Mình đã hoàn thành được Lab 30 các bạn ạ à. Đấy Lab 30 ha Rồi nhận phần quà nào 1, 2, 3 à, Được là 50 Zocop Legions 100 Zocop à, 50 Zocop Heroic 100 giúp có Plegen, 200 game, 5 triệu 7 trái cây, 30 ống nghiệm Legen, 30 ống nghiệm uh, Heroic và 1000 Dribble Token các bạn ạ. Dribble Token khá ngon nha. Mình rất là thích cái này. hiện tại đang tìm cách phải kiếm, hôm nay nó xuất hiện con lợn rồi nè. phải tìm cách để kiếm Dribble Token các bạn ạ. Càng nhiều càng tốt. Rồi nâng cấp lên. Đấy, nâng cấp lên thì vẫn chưa đủ các bạn, chưa đủ nha. Rồi ở đây thì mình cũng có thể tung hoành các kiểu là loại làm gì phá game thoải mái các bạn ạ. À. Đây review luôn con Heroic lên một sao nè. Đấy. Rồi để xem thử lên được hai sao không nhớ các bạn. Rồi có vẻ như không không lên được hai sao rồi. hai à, 2 sao thì cần đến là 150 các bạn ạ, à. 150. 150 mươi uh, dốc cóp góc thì mới đang được bù thêm được uh, 10 dốc cóp lê gần vào Đấy, vậy thì con này chỉ lên được tầm một sao thôi các bạn đâu đã đâu ờ, uh, đá mình để đâu tại đây rồi thằng chiến tranh một sao và ở trang đâu các kiểu nha vậy như giống như là review cho bạn xem thôi Đấy, review như thế này ha rồi thế là xong review rồi chúc đem đi đánh đồ đánh language đồ các kiểu đánh được hết đấy. đấy, đánh được hết đấy các bạn nhưng mà khi mình thoát game này, rồi thoát game các bạn ạ, à. rồi thoát game rồi bật bật dữ liệu lên là bật kết nối đường truyền lên vào lại game này, đây các bạn sẽ nhận thấy điều đặc biệt liền ngay khi mình vào lại game nha nhảy nhanh ghê các bạn, đang sợ số 9 nó đứng 72 đúng mới đứng số 9% không vào được game. Đấy các bạn thấy không? Game của mình là 7.200 game kìa. Đấy mình vẫn bình thường, vẫn còn game bình thường các bạn ạ. Chả sao cả. Và khi test wifi này thì các bạn không có thể mua được những cái rương này nha. Tại vì mua những cái rương này thì nhà phát hành yêu cầu các bạn phải đường truyền nó đang on, đang online chứ không phải đang offline. Đấy, cuộc đua Harris mình vẫn đang ở lap 29.5. Vậy thì ngắt kết nối đường truyền này mục đích là để review cho các bạn xem là mình làm gì thôi Là mình nhận được phần quà như thế nào thôi các bạn ạ, chứ thực chất là chưa Đấy, tới chiều thì mới nhận được, ví dụ như con này phải tới Con Heroic phải tới ngày mai mới lấy được Đấy Con Heroic này phải tới hai ngày nữa mới nâng sao được à, chứ không phải là lên lên liền một lúc nha các bạn à, cái mục đích như là như thế vấn đề là tiết kiệm game thôi vừa tiết kiệm game không phá game mà vừa các bạn có thể xem được có thể nhìn thấy được là mình nhận được phần quà gì Đấy, đơn giản như vậy thôi nhớ bạn rồi à, ở đây còn còn hai trận language nữa mà mình thấy nó, nó hơi mệt rồi các bạn nên thôi làm video kết thúc sớm nha các bạn rồi và video này là kết thúc chào tạm biệt các bạn nha